Sơ lược về Kamen Rider New Denno. Người sử dụng chính là Nogami Kotaro, xuất hiện lần đầu tiên trong phần phim Saraba Kamen Rider Denno Final Countdown. Để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực khi Ryotaro bị bắt đi, còn Yuto bị thương nặng, cậu ta được triệu hồi từ tương lai để chiến đấu với Shiro, phản diện chính trong phần phim này. Nogami Kotaro là cháu trai của Nogami Ryotaro. Kotaro thừa hưởng mọi đặc tính nổi bật nhất từ người ông của mình, bao gồm khả năng của điểm kỳ dị và vận xui đen như đít nổi. Ryotaro đặt tên cháu mình là Kotaro với mong muốn cậu ta gặp nhiều may mắn. Nhưng Kotaro không hề thích cái tên này cũng như ghét vận rủi mà ông nội di truyền cho mình. Tuy nhiên, Kotaro tự tin và lạc quan hơn so với Ryotaro rất nhiều, đồng thời cũng có tính cách cởi mở và sức mạnh tinh thần vượt xa ông nội của mình. Thói quen trong cách chiến đấu của Kotaro là đếm ngược thời gian để tiêu diệt một đối thủ như một cách coi thường họ, nhưng về sau, Kotaro đã coi việc đếm ngược như một mục tiêu và cố gắng tiêu diệt đối thủ trong thời gian mình đưa ra, và đồng thời cải thiện kỹ năng của bản thân. Sau phần phim này, Kotaro cũng đã bớt ác cảm đi rất nhiều sau khi cùng chiến đấu với người ông của mình. Bản thân Kotaro cũng trở thành Kamen Rider nhờ những câu chuyện về ông mình và nhóm Taro, cho thấy Kotaro rất yêu thương cũng như quý trọng người ông Ryotaro của mình. Vận rủi của Kotaro thậm chí còn vượt qua Ryotaro. Vào thời kỳ vận rủi mạnh mẽ nhất, cậu ta còn có thể mất mạng nhờ việc ký hợp đồng với một Imagine được gọi là Neotaro, hay thường được gọi là Teddy. Nhờ vào việc ký hợp đồng này, Kotaro sẽ được Teddy bảo vệ khỏi mọi vận rủi mà cậu ta gặp phải, trực tiếp bảo vệ tính mạng của Kotaro. Khác với các Imagine trong nhóm Taro lấy cảm hứng từ các câu chuyện mà Ryotaro ghi nhớ, Teddy được Kotaro tạo ra với ngoại hình bắt nguồn từ những câu chuyện tưởng tượng về Momotaro và nhóm Taro khi nghe câu chuyện về cuộc chiến đấu của họ cùng với Ryotaro. Tuy nhiên, Teddy là một Imagine thuộc vào quyền hạn quản lý của ga tàu Terminal. Sau các sự kiện ở Kamen Rider Denno Final Countdown kết thúc và đến các sự kiện trong Episode Blue The Depression Imagine Neutral, Teddy phải thiết lập hợp đồng với Honor và kết thúc hợp đồng với Kotaro và đổi tên thành Alexandrovic, nhưng cậu ta tự vi phạm hợp đồng và tan biến. Nhưng vì mối liên kết mạnh mẽ với Kotaro nên Teddy được hồi sinh và ký hợp đồng mới với Kotaro. Về mặt cơ bản, Kamen Rider New Denno thực chất là Kamen Rider Denno trong dòng thời gian của tương lai. Việc gọi là New Denno chỉ để phân biệt với Denno ở hiện tại. Hệ thống của Kamen Rider New Denno bao gồm New Denno Bell, nó có cấu tạo giống hệt với Denno Bell thông thường, bao gồm Set Talk có khả năng chuyển đổi màu và tiếp nhận lệnh chuyển đổi từ Rider Pad. Bao quanh Set Talk là Terminal Buckle giống hệt của Denno. Sự khác biệt lớn nhất là màu sắc khi mà New Denno Bell có màu vàng hoàng kim, còn Denno Bell có màu bạc. Về mặt chức năng, nó cũng có khả năng tiếp nhận các Imagine chiếm lấy người sử dụng và chiết xuất năng lượng tâm linh của họ để tạo ra Nen Kamen và Aura Armor mới. Tuy nhiên, chất thắt lưng này cũng có khả năng cho phép Imagine chuyển đổi thành một dạng vũ khí cho Rider sử dụng. Trong những dạng này, Imagine vẫn có thể nói chuyện và đưa ra lời khuyên cho Kotaro. Vì bản thân năng lượng tâm linh của Kotaro khá mạnh mẽ, nên chiết thắt lưng này trích xuất năng lượng tâm linh của chính cậu ta để tạo thành Kamen Rider New Denno Triform. New Denno cũng sở hữu một Rider Pad mới, về cơ bản thì nó giống hệt với Rider Pad của Denno. Nó cũng đóng vai trò là vật phẩm kích hoạt New Denno Bell và là chìa khóa kích hoạt của New Denbird, một chiếc xe máy với vai trò là phương tiện di chuyển cá nhân của New Denno với tốc độ tối đa là 1010 km/h. Chiếc xe máy này cũng là thiết bị kích hoạt và điều khiển New Denliner. Đây là một con tàu giống với Denliner Goka nhưng có màu xanh đậm. Con tàu này có khả năng và công dụng giống hệt với Denliner. New Denliner bao gồm 8 toa tàu, đồng thời nó cũng có cách bài trí nội thất và cất giữ vũ khí khác đôi chút so với Denliner. Phần đầu tàu có một khẩu súng Go-Canon. New Denliner cũng có tốc độ nhanh hơn và khả năng giảm sóc tốt hơn so với Denliner. Nhưng giống với Denliner, New Denliner nếu không có Denbird vẫn có thể chạy và hoạt động bình thường nếu bạn đủ sức khỏe để đạp chiếc xe thay thế cho sức mạnh của chiếc xe máy. Về mặt vũ khí, giống như Denno, New Denno cũng được trang bị Dengaser, được gọi là New Dengaser. Tuy nhiên, vì lý do có thể biến các Imagine khác thành vũ khí và đặc biệt là Teddy, New Denno thường không sử dụng Dengaser của mình. Bằng cách quẹt thẻ Rider Pad qua phần Set Talk trên New Denno Bell, chiếc thắt lưng này sẽ căn cứ vào khí chất của Kotaro và trích xuất năng lượng tâm linh của cậu ta thành năng lượng tự do và tạo thành dạng platform của New Denno. Dạng platform của New Denno có cấu tạo và thiết kế giống với platform của Denno, nhưng nó có màu sắc xanh đậm với viền vàng và những phần giáp có phần cứng rắn hơn. Điều này thể hiện rõ ràng rằng tinh thần và trí óc của Kotaro hơn hẳn ông của mình. Tuy nhiên, chức năng của platform của New Denno giống hệt với những platform của các Rider khác, bao gồm Aura Skin có khả năng chống điện lên đến 5 triệu V và không bị tổn hại bởi những nhát cắt bằng vũ khí kim cương. Các phần Aura Armor có khả năng chống chịu cực tốt và tăng cường thể chất cho Rider. Ở tay và chân của New Denno có những chiếc vòng tay có khả năng tăng cường hấp thụ năng lượng tâm linh và tăng điều tiết adrenaline giúp Rider tăng hiệu suất chiến đấu cùng khả năng tập trung. Tuy nhiên, platform của New Denno luôn ở dạng chờ và New Denno sẽ chuyển thẳng lên dạng Triform. Đây được coi là dạng cơ bản của New Denno. Phần Nen Kamen của New Denno lấy cảm hứng từ Nen Kamen của Denno Short Form. Nó tăng diện tích quan sát của Rider, đồng thời tăng giác quan của người sử dụng lên gấp nhiều lần. Cùng với đó là cảm biến O-Signal trên Nen Kamen này cho phép Rider nắm bắt sự xuất hiện của Imagine trong vòng bán kính 2 km. Với phần Aura Armor của Triform, phần giáp ngực này được thiết kế ở phần giữa ngực là một bàn xoay xe lửa giống với Grimark Form. Cùng với đó là những đường ray khác nhau chạy từ các hướng về giữa Aura Armor. Phần giáp ngực này có sức chống chịu và phân tán lực 10 tấn. Phong cách chiến đấu của Kotaro ở Triform khá mạnh mẽ và uyển chuyển. Tuy nhiên, nếu như đếm ngược của Kotaro bị thất bại, cậu ta sẽ dễ dàng nản lòng và rơi vào thế yếu.
Hơn nữa, Kotaro mặc dù thiện chiến nhưng có vẻ vũ khí cậu ta quen sử dụng nhất là kiếm, và đặc biệt khi kết hợp với Teddy thì Kotaro cực kỳ mạnh mẽ. Với khả năng của New Dino Bell, Kotaro có thể biến các Imagine thành dạng vũ khí dành cho mình sử dụng. Đối với Teddy sẽ là một cây đạ kiếm mang tên Machete Teddy, có khuôn mặt của Teddy ở chuôi kiếm. Trên báng kiếm còn có một nòng súng cho phép bắn ra những viên đạn ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ. Đòn full chain của Machete Teddy là Counter Slash, bằng cách quẹt thẻ Rider Pass để nạp năng lượng cho thanh kiếm này. Lưỡi kiếm sẽ được nạp năng lượng và phát sáng màu đỏ để tạo ra những nhát chém chẻ đôi đối thủ. Hơn nữa, bản thân thanh kiếm này cũng có thể nạp năng lượng vào lưỡi kiếm mà không cần thực hiện full chains. Trong phần phim Episode Blue, Teddy đã ký hợp đồng với Honor khiến cho Kotaro phải sử dụng các thành viên trong nhóm Taro để làm vũ khí. Uratazao, một vũ khí giống cần câu màu xanh có mặt của Urataro trên đó. Nó có thể kéo dài cần câu của mình và sử dụng như một chiếc roi. Và Kinta Ono, một chiếc diều khổng lồ được tạo ra từ Kintaro, nhưng nó quá nặng khiến cho Kotaro rất khó có thể sử dụng nó. Trong phần phim Oz, Dino, Old Rider, Let's Go Kamen Rider, còn có thêm một vũ khí được gọi là Momotaken, một thanh kiếm màu đỏ với khuôn mặt của Momotaro ở trên đó. Lưỡi kiếm của nó giống như các ngọn lửa đang bùng cháy. Kamen Rider New Dino Triform có chiều cao 194cm và nặng 92kg, với lực đấm 6 tấn, lực đá 7 tấn, nhảy cao nhất được 38m và tốc độ tối đa là 100m trên 4 giây. Phần set tóc trên Dino Bell bây giờ có màu vàng. Trong phần phim Cho Kamen Rider Dino vs DK Neo Generation The Onigashima Warship, Kotaro đã bị DNF cưỡng chế chiếm hữu tạo ra dạng Kamen Rider New Dino Vega Form. Có lẽ DNF đã có dạng vũ khí trong TV series là dạng vũ khí dành riêng cho dạng Zero Form của Kamen Rider Zeronaut là DNF Big Buster, nên trong phần phim này nhà sản xuất đã cho DNF thêm một hình dạng mới. Với mong muốn chiến đấu cùng các Imagine khác, DNF đã nhập vào Kotaro và tạo ra dạng Kamen Rider New Dino Vega Form. Phần đen Kamen ngôi sao của Vega Form có sự khác biệt đôi chút về thiết kế so với đen Kamen được tạo ra ở Vega Form của Zeronaut, khi phần mắt được thiết kế góc cạnh và màu đen tối hơn. Nhưng nó có chức năng tầm nhìn cũng như cảm biến giống hệt so với đen Kamen Vega Form của Zeronaut. Sự thay đổi nhiều nhất là ở Aura Armor được tạo ra cho New Dino. Phần giáp vai và giáp ngực có màu giáp bạc với những đường ray màu vàng cùng với phần mặt của DNF ở giữa. Nhưng phần mặt này chỉ dùng để trang trí. Phần giáp ngực mới này có sức chống chịu và phân tán lực vào 10 tấn. Hơn nữa, phần giáp cánh tay cũng thay đổi với những phần giáp Aura Armor mới của DNF. Nó tăng cường sức mạnh cực đại cho dạng này. Phần áo choàng đằng sau của Vega Form được thiết kế giống với đuôi chim và có khả năng làm Rider biến mất khi che phủ hoàn toàn cơ thể của mình. Bên cạnh đó, chiếc áo choàng này cũng có khả năng phòng thủ. Trong dạng này, New Dengasa được chuyển đổi thành Naginata Mode. Nó là một vũ khí truyền thống của Nhật Bản. Naginata cũng là vũ khí nổi tiếng mà Benkei, nhân vật làm nguồn gốc thiết kế của DNF sử dụng. Vega Form vốn là hình dạng được tăng sức tấn công và phòng thủ. Cùng với thanh Naginata này, Kamen Rider New Dino Vega Form có phong cách chiến đấu khá thô bạo và có thể tả xung hữu đột với khả năng tấn công trong phạm vi khá rộng bằng cách quăng thanh Naginata của mình. Đòn full chain của New Dino Vega Form là Brandis Dive, bằng cách nạp đầy năng lượng màu xanh lam vào lưỡi kiếm và chém kẻ thù ở cự ly gần, nó tạo ra những nhát chém năng lượng cực mạnh hạ gục đối thủ. Kamen Rider New Dino Vega Form có chiều cao 199cm và nặng 123kg, với lực đấm 7 tấn, lực đá 10 tấn, nhảy cao nhất được 25m và tốc độ tối đa là 100m trên 9,7 giây. Phần set tóc trên Dino Bell bây giờ có màu xanh lá cây. Trong tất cả các Rider xuất hiện trong phần phim điện ảnh của Dino thì Kamen Rider New Dino Nogami Kotaro được coi là nhân vật thành công nhất. Trên đây là sơ lược về Kamen Rider New Dino. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Cat Cat Movie. Xin chào và hẹn gặp lại.